chị em TikToker Hồng Ngọc bị cộng đồng mạng chờ ê chê vì nhảy ở chốn đông người, lăn danh mỏng manh giữa tự tin và kém duyên. Trong vài ngày gần đây, một gương mặt hot TikToker mới nổi được nhiều người đem ra bàn tán. Đó chính là cô nàng Hồng Ngọc với 1,5 triệu follower. Cô cùng chị gái thân thiết Kiều Anh thường xuyên chia sẻ những clip nhảy rất tự tin ở nơi đông người cùng những vũ đạo cuốn hút. Điều khiến cư dân mạng chú ý đó chính là hai chị em thường nhảy ở những nơi ở công cộng như là hàng ăn, trước cổng trường hay là phố đi bộ. Những video này thường xuyên đạt triệu view nhưng thái độ của cư dân mạng dành cho cả hai hot TikToker thường không mấy thiện cảm. Một vài người đã để lại bình luận: thiếu chỗ nhảy hay sao mà cứ ra đường hoài? Chỗ đông người mà có ai thèm nhìn mình đâu? Mình ngại dùm các bạn luôn ấy. Được biết, hiện tại những TikToker giỏi vũ đạo như là Xuân Ca, Hà Môi, Quỳnh Bay, Ngân Hà hay Hoàng Lan Anh đều quay video nhảy nhót ở trong phòng hoặc những địa điểm vắng người như ở studio kín. Điều này thể hiện sự tôn trọng với những người xung quanh, đồng thời bảo vệ bản thân khỏi ống kính của nhiều người xa lạ. Tuy nhiên, một số bình luận lại cho rằng nhảy múa ở chỗ công cộng cũng không có gì đáng nói vì nhiều vũ đoàn, nhóm nhảy cũng hay thực hiện các MV trên phố đi bộ hoặc các TikToker Trung Quốc cũng thường xuyên nhảy trên đường phố, trên tàu điện ngầm. Nên chúng ta cũng không nên quá khắt khe với Hồng Ngọc và Kiều Anh, miễn các bạn không ăn mặc quá phản cảm là được. Còn bạn, quan điểm của bạn như thế nào? Chia sẻ cùng TBTrends nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TBTrends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.